Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa vị, trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Morita sẽ trình bày đề tài về bệnh ung thư cũng như là giới thiệu loại thuốc phòng ngừa bệnh này, đó là loại thuốc Fucalin mang số 85 của công ty Princess Lifestyle. Phạm Khanh xin chào bác sĩ Morita, chào Lưu Mỹ Linh. Chào Nam Khanh, chào cô Lưu Minh, xin kính chào quý khán giả. Xin kính chào quý vị, chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Bây giờ chúng ta bước ngay vào đề tài của thuốc Fucalin ngày hôm nay. Đây nói đến ung thư là phải nói rằng cho đến bây giờ vẫn chưa có cái nghiên cứu nào có thể giúp mà chữa được cái bệnh ung thư phải không bác sĩ? Phòng ngừa cũng cũng tức là nó cắt bỏ, khó luôn. Cắt bỏ cắt nhưng mà nếu bỏ phát tán nhưng là mà phải chịu thua. Nó phát tán là chịu thua, tôi thưa quý vị, tại vì cái bệnh ung thư là cái bệnh ngày xưa đó, bao nhiêu chục năm về trước ta sợ nhất là cái bệnh tim mạch. Tại tim mạch bây giờ, nhưng mà tim mạch giờ nó xuống hàng thứ nhì rồi. Bệnh ung thư là hàng nhất, là quý vị biết đó, là trong cái cách sống của mình, trong cái nó gọi là environment, rồi mình ăn uống, mình hít thở, hoặc là mình bây giờ có luôn lên như anh Phạm Khanh thấy toàn là những chất hóa học nhiều quá đi. Mình ăn uống mình để cho trong người của ta thì những chất hóa học này nó tạo nên cái tế bào nó abnormal, nó bất bình thường. Thì thật sự trong cơ thể chúng ta đó nó có cái tế bào ung thư rồi, nhưng mà nó nằm đó để khi nào mà cái hệ thống phòng thủ mình nó yếu thì nó phát tán làm cho mình bị những cái bướu trong cơ thể chúng ta, thì từ đó mình có thể là bị bướu hiền, có bướu dữ, có bướu ung thư, tất cả những cái loại bướu nào nó cũng có thể chúng ta cũng có thể bị được hết đó thưa quý vị. Về vấn đề mà mình cái không khí bị ô nhiễm này, hoặc là mình bị những cái phóng xạ này là nó sanh ra đủ các loại bệnh ung thư, đôi khi nó sanh ra các trẻ em bị tật nguyền, bị dị dạng các thứ nữa nhỉ, Nó đủ thứ hết rồi, rất là nó nguy hiểm. nguy hiểm lắm. Với lại một điều nữa là thí dụ như mình hít thở đi mà không khí nó không có tốt đó, cũng làm cho mình bị tắc nghẽn những nơi nào đó, nó cũng làm cho những cái bướu, những cái ung thư. Hoặc là cô thấy những người mà mình ăn dư cái chất estrogen, nó nói mình nói về phụ nữ đi, thì rất là dễ bị ung thư vú. Tại vì dư cái chất estrogen, mà chất estrogen nó có một số người thì nó không cần, không có thì người ta phải uống để tìm cách để có cái chất estrogen. Nhưng mà có một số người nó dư thừa thì cũng làm cho người ta bị ung thư. Hoặc là những người cô thấy là người ta cứ thở lên không đó, tức là người ta lấy không khí vô mà lấy không đủ đó, thì cái oxygen nó không có biến, nó không có dẫn cái oxygen dẫn máu đi lưu thông được, thì những cái này cũng rất là dễ bị ung thư nữa. Với lại ung thư có thể bị tất cả các cái gì đó nằm trong đó, tế bào ung thư nó có sẵn rồi, nó để từ thừa cơ hội nào mà cơ thể chúng ta bị yếu đi hoặc là máu huyết không có lưu thông được thì chúng ta cũng có thể bị ung thư được. Cái chất như bác sĩ vừa nói, cái chất estrogen về không bác Dạ, sĩ? chất estrogen. Trong những cái thức ăn nào thì nó có chất estrogen ạ? À, thể là cái có nhiều loại lắm, nhưng mà trong đó cái sữa đậu nành đó, tofu, sữa đậu nành nó nhiều lắm. Quý vị nào mà mình ăn, ví dụ mình dư cái chất estrogen nhiều quá đó, hoặc là mình dư thì bác sĩ sẽ không cho quý vị uống cái Premro hoặc là Premarin hoặc là những cái chất nào có tương đương cái chất estrogen. Nhưng mà quý vị nào mà thiếu thì bác sĩ khuyên nên uống, nên ăn. Nhưng mà trong cái chất mà nó có nhiều cái estrogen đó là cái trong cái sữa đậu nành, rồi nhiều cái chất khác nữa. Chúng thể là máu, bổ máu thì có cái chất ở trong cái thắng quý là đường quy, là bổ máu. Còn nó giúp cho nó dư thừa nhiều, tăng thêm cái chất estrogen đó, thì là cái sữa đậu nành. Estrogen nó giúp cho người phụ nữ điều hòa cái gọi là cái hormone cái của cơ hormone. thể, Tại tức là vì nó phải cân bằng. đúng là cơ thể mình nó cân bằng cái hormone, nó bắt buộc phải cần phải có colomelin, tại vì trong cái cơ thể mình mà thiếu chất estrogen đó, thì ví dụ như người con gái đó nó không có nảy nở được, tôi thấy không cái gì nó không nảy nở, mà nó lại dư thừa thì không được mà lại thiếu không được. Bây giờ tôi khuyên quý khán giả nào mà nếu mà mình bị dư thừa đó thì ăn những cái trái cây, nên gọt vỏ bỏ đi, giống như thể trái táo hoặc là những cái gì mà nó cái vỏ bên ngoài đó, thưa quý vị, thì nên gọt giọt vỏ bỏ đi, tại cái vỏ đó nó xịt bằng cái thuốc mà sát trùng hoặc là nó xuống nó làm cho những cái con cái sâu bọ sâu. nó không có cái loại pesticide đó, thì cái chất này, cái chất estrogen nó cao lắm. Bây giờ quý vị nào mà quý vị thử đi, quý vị mình đã bị dư thừa cái chất này rồi đó mà lại ăn những cái trái những cái trái cây mà không có gọt vỏ đó, thì cái chất estrogen nó cao hơn nữa, mà nó cao hơn thì nó làm cho mình có thể rất là dễ bị ung thư vú nữa. Cái bác sĩ Morita nói về cái gọi là thuốc, về cái cách mà phòng ngừa ung thư này kia đó, thì cho tới bây giờ Phạm Khanh được biết hình như người ta chỉ mới có thuốc chích ngừa cái ung thư tử cung gì cho mấy đứa bé nhỏ nhỏ thôi, chứ còn nhiều thứ ung thư khác nhau vẫn chưa có cái thuốc ngừa đúng không ạ? Dạ thưa đúng anh Phạm Khanh, cái loại mà nó cái con siêu vi trùng để mà mình ngừa cho em bé từ ví dụ như 7-8 tuổi cho tới 25-6 tuổi, không phải ngừa cho phụ nữ không mà ngừa cho bé bé trai luôn. Bé trai cũng chích ngừa cái này, nó gọi là cái human virus đó, nó mới chích chích ngừa được.
Dạ vâng. Dạ. Dạ. Còn các cái bệnh ung thư khác như là tụy hay là ung thư tiền liệt tuyến của người nam chẳng hạn thì vẫn chưa có cách nào. Thuốc ngừa, không có thuốc ngừa anh. Dạ. Có bây giờ hiện giờ thì có ngừa cái thuốc nó gọi là cái SPV. Dạ. Số con siêu trùng số 16, 18 nó làm cho chúng ta bị cái bệnh nít người mà chưa có giao hợp hay này kia đó thì nó ngăn ngừa được. Nhưng mà dầu sao nó nếu mà những quý vị nào mà cũng cô nào bé nào mà lỡ có một hai lần thì cũng nên chích ngừa được, không có nó giúp được gì nó giúp cho người đó. Tóm lại là bây giờ nếu mà đối với ung thư là cứ thường xuyên đi khám bệnh truy tầm này kia, nếu mà phát hiện sớm thì có nhiều cơ may để mà chữa khỏi. Dạ thưa đúng, giống như thể là ung thư tiền liệt tuyến của chúng ta, người đàn ông chúng ta cũng vậy, nếu mà mình phát hiện nó sớm thì nó chưa di căn thì mình có thể chữa được, mình có thể mình làm hóa trị hoặc làm xạ trị radiation hoặc là chemotherapy thì cũng giúp được. Mà rồi người nào tối đối đới nhiều quá thì nó không có thể chữa được thì cắt bỏ thôi. Mà chưa ăn lan, mà ăn lan rồi thì cũng rất là nguy hiểm, nó gọi là nguyên phát hoặc là thứ phát. Bệnh ung thư là một cái bệnh mà hồi đoàn tới giờ người ta cũng sợ, nhưng mà bây giờ đáng sợ hơn là tại vì nó nằm hàng đầu rồi. Vậy thì bây giờ nói đến thuốc Fucolin này thưa bác sĩ, mình uống trong trường hợp như thế nào ạ? Cho cái hai trường hợp, một là mình có thể mình uống để mình ngăn ngừa cái bệnh ung thư của quý vị. Tức là mình sợ ở trong tương lai mình đi khám bác sĩ mình đã có những cái tế bào ung thư nằm trong người của mình, ai cũng có hết. Nhưng mà có, ví dụ như người đó trong gia đình mình có những cái người mà đã bị ung thư này, ung thư kia đó, thì cái phần trăm mà nó tăng gấp 4 lần người bình thường thì nên uống ngừa cho tôi. Trong cái tảo nâu này nó làm cho quý vị có thể mình uống ngừa được. Còn những người nào mà đã bị ung thư rồi mà bây giờ đang hóa trị hoặc là xạ trị rồi thì có thể cũng uống cho tôi cái thuốc này, nhưng mà tăng cái liều lượng lên cao hơn chút xíu để chi, để giúp cho quý vị nó không có phát triển nữa, nó không, nó recurrent, nó không có tái trở lại. Tại thường thường là mình bị ung thư đó thì có thể trong vòng 3-5 năm sau mình có thể nó bị trở lại, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà mình uống cái này á, thì nó làm cho cái tế bào ung thư nó tiêu diệt cái tế bào này đi để đừng có phát triển lại, thì đó cũng là một cái cơ may rất là hay. Thì cái thuốc Fucolin tức là tảo nâu đó mà bên Nhật Bản, bên Okinawa người ta đã nghiên cứu mấy chục năm về trước thì bây giờ nó rất là thịnh hành đối với tất cả mọi người để mình uống, để mình ngăn ngừa không phải là bú ung thư không, mà những cái biếu mà biếu hiền nó cũng giúp cho nó làm cho swing nó nhỏ trở lại, hoặc là biếu ung thư thì tự nó hủy diệt cái cơ thể mình, bây giờ nó gọi là apoptosis, tự cái tế bào này tự nó hủy diệt, tại vì có cái tảo nâu này nó thúc đẩy làm cho hủy diệt, tại vì trong cái chất mà này nó có hai cái dược chất rất là quan trọng là cái loại là monosaccharide và polysaccharide kết hợp lại để chi, để làm cho tế bào ung thư nó không có phát triển được, tự nó hủy diệt tế bào ung thư ở trong cơ thể của cái người đó, người bệnh nhân đó thưa quý vị. Nên cái thuốc này tôi đặt nhiều cái dược thảo lắm, trong đó nó có cái Fucolin nó là cộng với lại nhiều lắm, nó có bính lãng, nó có hồng hoa, rồi nó đầy đủ những cái chất lắm, nó có cái linh chi, tất cả những cái dược thảo mà nó giúp cho nó máu huyết, thứ nhất là máu huyết được lưu thông, thứ hai là nó không bị tắc nghẽn nơi nào đó thì nó giúp cho mình prevent mà ngăn ngừa được tất cả các loại biếu bui hiền có, bui dữ có đó thưa quý vị. Như vậy là trong trường hợp khi mà chúng ta làm hóa trị và xạ trị rồi thì chúng ta phải uống bao nhiêu viên một ngày thưa bác sĩ? Dạ, một ngày nên uống 4 viên thôi cậu. 4 viên một ngày. Tại vì mình tiếp tục mình uống như trong gì. Có một số người trong vòng 3-4 năm thì không có gì, nhưng mà nhiều khi nó 5 năm nó recurrent lại. Thì có một số người là bệnh mình biết là chắc chắn mình hết rồi, nhưng mà nhiều khi nó còn dư một sót là một phần nơi nào đó, bác sĩ cắt đâu có hết đâu. Rồi làm quá quá trị xạ trị nhiều khi nó cũng còn một cái phần nào đó nó recurrent lại, nên tôi khuyên là nên uống mỗi ngày cho tôi 4 viên sáng 2 chiều 2. Còn quý vị nào mà chưa bao giờ bị ung thư, mình có thể cũng uống được cái Fucolin tức là ung thư lin này, nhưng mà mỗi ngày quý vị chỉ cần 2 viên mà thôi. Như vậy thì thuốc ung thư Fucolin này thưa quý vị nó rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta ngăn ngừa không có bị ung thư, và trong trường hợp để mà không ung thư nó không bị tái phát nữa thì quý vị nên sử dụng thuốc Fucolin này với những cái khả năng để mà giúp cho chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như là giảm cái lượng đường ở trong máu và ức chế những cái cục máu đông nó hình thành, từ đó nó tạo ra những cái nguy cơ ung thư, và rồi những cái vấn đề như là hệ thống tim mạch của chúng ta cũng giúp cho máu huyết nó lưu thông, nó điều hòa, giảm đi nguy cơ chúng ta bị đột quỵ và hạ áp huyết, cũng như là làm cho chúng ta sẽ kháng lại virus để chúng ta không có bị flu hay là không có bị dị ứng dễ dàng, và hóa giải những cái kim loại độc hại ở trong cơ thể và giúp tăng trưởng tế bào để mà chúng ta không có bị lão hóa, những cái tế bào nó không bị lão hóa mau chóng, nó làm cho những cái cục biếu nó teo dần lại và nó mất đi cái tiềm năng hoạt động, ngay cả biếu lành cũng như là biếu độc. Vì vậy mà đây là thuốc ung thư Fucolin quý vị rất là cần phải có ở trong tủ thuốc của gia đình.
Tất cả những chi tiết về thuốc này và cách sử dụng thuốc, xin quý vị hãy liên lạc với bác sĩ Morita. Quý vị mua 6 hộp, quý vị sẽ được tặng một hộp thôi quý vị. Và thì thay đó là chương trình kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Chương trình xin tạm dừng ở đây, xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Morita, cảm ơn Lưu Mỹ Linh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt, tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị qua đề tài kiến thức dược thảo sức khỏe sắc đẹp. Xin chúc quý vị một ngày vui, hạnh phúc, an lành thưa quý vị. Chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ.